em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sống hai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ dừng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Thank you.
Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể cô dì, chú bác, anh em họ hàng nội ngoại gần xa của hai họ bốn bên, được sự đồng ý của hai cháu Minh và cháu Huệ và được sự đồng ý của hai gia đình, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi tại thành phố Yên Bái về đây có cơ trầu và xin được đón cháu Huệ về làm dâu con gia đình chúng tôi. Thì trước tiên tôi cũng không biết nói gì hơn, xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị có mặt tại hôn trường hôm nay và xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn lời phát biểu về đại diện của hai bên gia đình. Xin được kính chúc hai bác sức khỏe và luôn làm gương cho đôi bạn trẻ. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Còn ánh mắt đây sáng long lanh như trời cao mây trắng trong lành, đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng từng xe dưới gốc cây trú mưa, đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón nữa. Ta giờ đây chung trên mây, ta cùng đón tương lai, ta cầm tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó dẫu mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa là chiếc xe nắng lạnh. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau. Alo em ơi, anh đang lấy xe chuẩn bị ra về. Mưa tới mây mò sau lưng muốn kể về em ngày dài ghê. Công trường nắng gió vui bọng làm anh mỏi như cả đôi vai. Những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh, hôm nay anh có thể về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi, hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu. Bản tin thời sự và mixtape vẫn còn đang ngơ ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà. Cuối tuần vẫn bị hoạt động chẳng cùng em được chuyện gần xa. Thêm ngày lo viết câu hát về người ta thở hơi bao đầu. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những tối em thức muốn nhịn đói chưa cơm. Anh rất yêu em và con bà này anh xin được tặng hai mẹ con giàu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động,
em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống, và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Ông các bà, kính thưa toàn thể hội hôn, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các cơ quan đoàn thể. Hôm nay gia đình hai bên chúng tôi có tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, thì tôi là đại diện cho họ nhà gái lên đây không biết nói gì hơn hết. Chúng tôi thấy cái quang cảnh không khí như thế này là rất là vui. Còn dâu hiền rể thảo như thế nào thì hai bên thông gia chúng tôi đã có cái hội ý ở trong nhà mà cũng có cái lời truyền lại để cho các cháu sau này ăn ở như thế nào hoặc là sống như thế nào. Cái đấy là hai gia đình thôi. Một lần nữa tôi xin đại diện cho gia đình nhà gái xin chúc tất cả các vị đại biểu hội hôn hôm nay có một lời chúc chân thành nhất. Xin cảm ơn. Và quý vị, chúng ta dành những tràng pháo tay lớn hơn nữa để chúc mừng hai bên gia đình. Ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác, anh em họ hàng nội ngoại gần xa của hai họ bốn bên và các bạn thanh niên nam nữ là bạn của hai gia đình. Hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Đức Minh và cháu Huệ. Tôi thì được sự ủy nhiệm của gia đình nhà trai làm trưởng đoàn về Quảng Ninh để đón dâu. Thì trước tiên tôi xin có đôi lời là chân thành cảm ơn họ nhà gái đã đón tiếp đoàn đại biểu nhà trai chúng tôi một cách rất nồng hậu và đã giúp cho đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi đón cháu về làm dâu con gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn họ nhà gái. Và trong quá trình đón cháu về làm dâu con trong gia đình chúng tôi thì
trên đường đi cũng rất là thuận lợi. Đấy, và đến giờ phút này phải nói là đã hoàn tất và rất an toàn. Đấy, đấy là một điều rất là mong muốn. Thế và một lần nữa tôi xin thay mặt cho họ nhà trai xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả các quý vị có mặt trong hôn trường ngày hôm nay. Và xin mời quý vị sau đây sẽ nâng ly rượu để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Trọn đời
Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mộng tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố,